Sang câu hỏi thứ hai à, có một phật tử hỏi rằng bạch thầy cho con xin hỏi khi mẹ con mất vì nhà con chưa hiểu đạo nên làm tang lễ cũng không đúng như trong kinh Phật dạy chỉ có một mình con trong thời gian 49 ngày của mẹ là đọc tụng kinh Địa Tạng phóng sinh hồi hướng cho mẹ ngày thứ 50 mươi của mẹ con thì có vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng nhà con bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết vong linh đó liệu có phải là mẹ con không ạ? Và con phải làm gì khi xảy ra việc như vậy ạ? Con xin cảm ơn thầy. ở đây nói nói là phật tử nói rằng à, có mẹ mất à, lúc mất thì không được à, à, làm theo nghi thức phật giáo tức là không có thể là không được trợ niệm và à, làm theo một cái đám ma như là người thường đó là vẫn chống kèn vẫn khóc lóc và vẫn thịt à, cá cố bàn ăn uống linh đình vân vân có thể là như vậy và Phật tử nói có một mình Phật tử tụng kinh địa tạng trong thời gian 49 ngày để hồi hướng cho mẹ nhưng sang ngày thứ 50 thì có một vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng và bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục thì Phật tử hỏi đó có phải là vong linh của mẹ hay không à, chúng ta biết nếu mà bảo là gì thực sự mà nếu mà mẹ còn mẹ mình còn ở trong địa ngục á, thì làm gì có cái chuyện mà ra đây mà ốp vào cô con dâu của anh trai trưởng được Đúng không? Giống như một người nếu còn đang gì đang bị nhốt ở trong tù Thì làm sao có thể đi ra ngoài để thăm người thân được Thăm người nhà được Không có Cho nên đó, Nếu mà thực sự Cái vong đó mà ốp vào mà nói như vậy Thì chắc chắn là gì Không phải là vong của Của bà cụ nói bà cụ còn ở trong ngục thì làm sao bà cụ ốp vào đây được và có thể có hai trường hợp xảy ra đây có thể là một cái vong của người thân ở trong gia đình làm như vậy để làm gì để báo cho họ hàng con cháu biết rằng khi còn sống ở đời hoặc là gì cái nghiệp cái do vô thủy kiếp trước như thể nói lúc nãy đó nó quá nhiều cho nên sau khi bà cụ mất đi Có thể à, Đây thì nói có thể nhé Chứ không phải để khẳng định nhé Có thể Vong linh của bà cụ Đọa vào trong đường ác đó thật Nhưng mà Lại được gì Được một đứa con Ở trên trần gian này hiếu thảo Nhất tâm tùng kinh địa tạng trong suốt 49 ngày như vậy để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà gì? nếu mà mẹ mà thực sự đã vào đó rồi á Thì cái sức của một người á Thật khó để có thể cứu mẹ ra được Trong một thời gian ngắn Giống như tôn giả Mục Kiền Liên xưa vậy Chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Tiên Liên là đệ tử của Đức Phật Thần thông đệ nhất của Đức Phật Đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta Nhưng mà thì Ngài có cứu được mẹ Tự mình cứu được không? Không phải nương vào oai thần của mười phương tăng cầu thỉnh đức phật cho mượn tích trượng xuống mới mở được a tỳ địa ngục mở được ra rồi đâu có cứu được mẹ mình đâu dâng bát cơm cho mẹ ăn cơm còn biến thành lửa cơ mà cho nên phải nhờ đến gì? công đức của mười phương tăng mới độ được cho mẹ mình ta đây ở đây thầy nói gì? có thể bà cụ gì thần thức của bà cụ đang ở trong đó thật nhưng lại có gì có một vong nào đó hoặc có một vị thần linh nào đó một vị quỷ thần nào đó hộ trì phật pháp thì hiện nay như vậy để bảo là gì cái ngày 49 đó có thể đem ra chùa cúng cấp thì biết là đây cúng ở chùa nào cửa ngục chưa mở có nghĩa là công đức chưa đủ và muốn sách tiến cho mình là phải có niềm tin hơn nữa cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, nhất tâm hơn nữa và phát nguyện không chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là đủ đâu, mà còn đi còn phải phóng sinh, thất thất trai tuần cho đến hết 100 ngày của bà cụ, thậm chí là hết cả 3 năm của bà cụ. Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này 3 năm để hồi hướng cho bà cụ. Nhất tâm như vậy nếu bà cụ không ra được Bồ Tát Địa Tạng sẽ không còn phải là Bồ Tát Địa Tạng nữa. Mà nếu mà Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng 3 năm như vậy mà hồi hướng Bồ Tát Địa Tạng mà mà không nghe thấy lời cầu nguyện các quý vị. 3 năm nữa. Tôi sẽ chết và tôi sẽ vào địa ngục thay cho gì? cho bà cụ của của Phật tử này. Nếu như gì, Phật tử này 3 năm nhất tâm tụng kinh địa tạng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện hồi hướng cho mẹ mà địa tạng bồ tát vẫn không nghe. vong linh của bà cụ gì vẫn không ra được. 3 năm nữa. Tôi sẽ ra đi vào đây để, để tôi thế chỗ cho bà cụ để bà cụ đi ra ngoài với con cháu, Phật tử cứ yên tâm. Phật Bồ Tát mười phương nói không hư vọng. Tôi chưa phải là Phật Bồ Tát Nhưng mà là đệ tử của Đức Phật Hứa chúng tôi sẽ làm được Nhưng mà nếu mà Phật tử nhất tâm 3 năm Mà bà cụ ra được rồi Thì cũng là cái phúc phần cho gia đình Cũng là một phần nữa Cũng phúc phần cho cả tôi nữa Vì tôi thì không phải vào đó Không phải vào đó sớm Đáng lẽ là mấy chục năm nữa nhưng mà thì nếu mà nhất tâm như vậy mà bồ thạch phật bồ tát không không độ thì tôi phải vào đó tôi thế rồi cho bà cụ đi ra cho phật tử yên tâm hãy hãy nhất tâm hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng mình nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng này bà cụ nhà mình gì sẽ được sớm thoát ra khỏi địa ngục khổ ấy nếu ba năm sau bà cụ không thoát được sẽ có người gì thế chỗ cho bà cụ nhà mình rồi hãy có niềm tin chân thực như thế để mà mà hành trì mà đọc tụng mà lễ niệm và thầy thì cũng luôn hứa rằng nếu ba năm sau phật tử nhất tâm làm như lời thầy nói như lời phật bồ tát nói mà không được thầy sẽ xả thọ mấy chục năm của mình để vào đó để à, chịu tội thay cho bà cụ để bà cụ được đi ra ngoài với con cháu